Dạ, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, chào quý anh chị em thân thương. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2019, khoảng 2 giờ sáng giờ Việt Nam. Thì qua những cái hình ảnh mà trên quý chị đang thấy đó, thì hôm nay TV256 muốn nói về cái chủ đề là ai đã giết chết Trần Đại Quang. Thì xin lỗi quý anh chị em là hiện tại đó thì tình hình rất là khẩn cấp tại Venezuela, là giữa cái chế độ Maduro và tổng thống lâm thời mà Juan Guaido đó. Thì chúng ta thấy có một cái sự khủng hoảng về cái vấn đề mà thực phẩm ở biên giới Colombia và thực phẩm ở Brazil, là ở Ba Tây đó, nước Ba Tây đó. Thì chúng ta thấy có một cái sự khủng hoảng. Và hiện nay đó, thì theo những tin cập nhật thì TV biết là có hai người chết rồi. Có hai người chết ở những cái vùng biên giới đó. Thì qua một cái đoạn phim ngắn thôi, thì TV256 muốn chia sẻ quý anh chị em nha, để quý chị em hiểu rõ tình hình đang xảy ra tại Venezuela. TV xin mời quý anh chị em lắng nghe nha. Quý chị, anh chị em thấy đây là cái biên giới giữa Colombia và Venezuela đó. Thì chúng ta thấy hình ảnh những người lính đây, những người lính là của chế độ Maduro, và những người lính này đang phải kháng cự đối với người dân. Người dân đang cần cái sự giúp đỡ của rất nhiều quốc gia, có thể là giúp đỡ những thực phẩm về đồ ăn hoặc là về viện trợ thuốc men. Nhưng mà rốt cuộc bị cái quân đội này, là cái quân đội của nhà độc tài Maduro, cản trở. Và người dân vẫn là những người dân tay không, sẵn sàng nữa là đương đầu với nhà cầm quyền mà Maduro nha. Và để cho những cái đoàn công vo này đó chở những thực phẩm đi qua cái biên giới gọi là Colombia. Và hai người dân đã bị giết rồi, hai người dân đã bị giết rồi vì cản trở cái bọn quân lính như thế này. Đó, người dân đó họ có thể họ phá đi những cái rào cản để mà cho những cái sự xe được thông qua biên giới. Người dân sẵn sàng hy sinh cái tính mạng của họ. Người dân Venezuela đâu có sợ súng đâu, quý anh chị em thấy không? Họ có sợ súng. Đây là những hình ảnh can trường của người dân Colombia. Dạ, yeah, đó là những điều mà TV chia sẻ quý anh chị em. Thấy cái đất nước người ta, thấy người dân người ta không có sợ cái gì hết. Người ta sợ những cái điều mà làm sai trái thôi. Còn cái nước cộng sản mình á, mình thấy đây là cái hành động giết người của, nói thiệt TV rất là tin tưởng, có thể là lên tới cả 90+% là thủ phạm là người giết ông Trần Đại Quang, là Nguyễn Phú Trọng. Quý anh chị em thấy ông Nguyễn Phú Trọng qua cái hình ảnh đó, ông Trọng đó, ổng hai cái tay đó, ổng đều bấm cái gọi là kim cang ấn đó. Hai cái ngón tay cái nó nằm ở trong cái lòng bàn tay. Thì hai cái ngón tay cái như thế này, đó, họ bấm lại giống như TV 256 đang để cho quý anh chị em thấy đó, là mất đi có ngón tay cái. Hai bàn tay đều như vậy hết. Hai bàn tay đều nắm chặt như vậy hết. Thì quý anh chị em nghĩ thử tưởng tượng coi, trong cái hình ảnh được chụp rõ như vậy,
Thì quý anh chị em nghĩ coi, có phải là cái tên giết người không? Tại sao Nguyễn Phú Trọng đi chung quanh cái quan tài của Trần Đại Quang mà cần phải bấm cái ngón tay cái như vậy? Nó gọi là bấm, gọi là kim cang ấn. Và quý anh chị biết rằng trong trong cái đám tang này á, thì vô cùng cái chữ mà vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang đó, thì quý anh chị em thấy trong cái hình ảnh là chữ chữ G đó, là chữ G nó sắp sửa rớt xuống. Thì đối với TV đó là chữ G, đó là cái mà có thể là báo hiệu thôi, là một cái sự báo hiệu là cho ai đã giết cái ông Trần Đại Quang, thấy không? Chữ G là chữ chữ giết thôi. Và cái người mà bấm cái ấn cái ngón tay như vậy là chứng họ tỏ là họ đã giết người. Và khi mà họ giết người rồi á, thì họ lo sợ cái vong linh của người chết đó sẽ giật họ, sẽ kéo họ theo vì cái tội ác của họ gây nên. Chứ nếu mà Nguyễn Phú Trọng là một người đường đường chánh chánh đó, Nguyễn Phú Trọng không bao giờ làm cái chuyện đó. Thì vì khẳng định như vậy, người làm chánh chánh mà coi như là những người đồng chí anh em của mình á, thì làm sao mà có cái vụ mà bấm ấn ngón tay được, thưa quý vị? Một cái điều này thôi cũng chứng tỏ rằng là Nguyễn Phú Trọng là một tên tội ác, giết chết cái đồng chí Trần Đại Quang của mình. Rõ ràng như vậy. Và chị TV thấy rất là rõ luôn á. Có thể TV nói là lên tới mà 99% luôn là cái thủ phạm là Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì nó có một cái điểm là chữ chữ G này rớt xuống. Thì chữ G này đó thì tiếng Việt mình tượng trưng cho chữ giết người thôi. Giết người mà ai đây? Ai là người bấm ấn cái ngón tay như vậy? Thì lẽ dĩ nhiên là Nguyễn Phú Trọng đã giết, gọi là ông Trần Đại Quang. Mà đây chỉ là một cái bằng chứng, nó những cái suy luận nó nhỏ thôi, đúng không? Nó còn nhiều điều nữa, nó còn nhiều điều nữa. Sau đó chúng ta thấy thì TV dần dở ra những cái bức hình khác để cho quý anh chị em được xem nha. Đây là báo chí đó. Báo chí cộng sản lên cho rằng là ông Trần Đại Quang đó bị cái trán mà ổng bị nhiễm cái virus lạ hay gì đó, nó màu xanh xanh đó, mà báo chí gì cộng đưa lên là ổng bị nhiễm virus virus hiếm và độc. Làm sao mà nói là virus hiếm được? Người nào mà viết cái bài này ở trên báo á, thì người đó là phải rành và phải biết đó là virus loại nào mới là hiếm chứ, và biết rằng những cái virus đó độc hại để mà giết ông Trần Đại Quang. Vì mà người nào mà viết ra những điều đó đó thì họ sẽ hiểu là ông Trần Đại Quang bị ai giết, bị giết về cái gì. Đó là cái cục mà thanh trừng lẫn nhau đó, chứ không phải tự nhiên một người khỏe mạnh giống như Trần Đại Quang mà ra đi dễ dàng như vậy được, mà phải qua bên Nhật nữa. Thì đó là cũng là một cái lý do mà TV nghi ngờ rằng là Nguyễn Phú Trọng là đằng sau cái loại mà virus hiếm và độc hại nha, mà người ta chưa phanh phui ra thôi. Nhưng mà cái đau đớn của cái câu chuyện này đó là ông Trần Đại Quang là ổng là một người chủ tịch nước, và cái người mà phó chủ tịch nước đó là bà Đặng Thị Ngọc Hạnh, là cái người đáng lẽ ra đó là phải thay thế cái quyền lực của ông Trần Đại Quang, thì bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh này lại không có được làm như vậy. Mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ông cướp đi cái quyền lực này, ông cướp đi cái quyền lực này. Và trong chính cái ngày mà tang lễ của Trần Đại Quang đó, ổng còn để ra tên của ổng đây nè. Quý anh chị em thấy mà trong cái vòng đỏ đó,
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam kính viếng nha. Thấy không? Chủ tịch nha. À, thì coi như là bà Ngọc Nguyễn Ngọc Thịnh là ra rìa rồi. À, mình không biết cái luật pháp của Cộng sản như thế nào nữa, nhưng mà mình bị hiểu chắc chắn rằng là qua cái trang nhà của Nguyễn Tấn Dũng cũng có nói rõ là khi mà chủ tịch chết đó, thì phó chủ tịch phải lên thay thế. Mà bà Đặng Thị Ngọc Hạnh, Đặng Thị Ngọc Thịnh đó không có được quyền chủ tịch nước. Thì đây là một cuộc tím quyền, một cuộc tím quyền mà vô vô tắc, vô luật pháp của một người gọi là tổng bí thư, gọi là muốn tím quyền luôn cả chủ tịch nước. Thành ra cái chết của ông Trần Đại Quang là do cái mưu mô của Nguyễn Phú Trọng, mà thành ra ổng phải tím quyền cho được thôi đó. Miệng thì ông nói ông già rồi, ông muốn là về hưu, ông muốn nghỉ hưu trong vòng nửa nhiệm kỳ thôi, nửa nhiệm kỳ tổng bí thư thôi, mà rốt cuộc bây giờ đến bao lâu rồi, và bây giờ cả lại kiêm luôn chức chủ tịch nước nữa. Quý anh chị em thấy cái tội ác tày trời của Nguyễn Phú Trọng không? Cái tội ác nó vô cùng to lớn khi mà ông ra lệnh mà bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, và để ngày nay đó cả nguyên cái cộng đồng Âu Châu 28 nước là xù cái ký kết mà hiệp thương thương ký kết mà thương mại với Việt Nam hàng hàng biết bao nhiêu tỷ đô la, và những người công nhân Việt Nam hiện tại không có việc làm vì cái vấn đề mà cộng đồng chung Âu Châu đó đã hủy bỏ cái việc mà ký kết cái hiệp định thương mại. Tội ác lớn vô cùng luôn. Tội ác của một tên khủng bố nữa, một tên khủng bố mà toàn thế giới người ta khinh bỉ, mà tại sao vẫn còn tiếp tục được cái vai trò gọi là chủ tịch nước và là tổng bí thư. Cái đó nói thật TV256 hoàn toàn không hiểu được cái đất nước mình tại sao chấp nhận một cái người mà tồi bại như thế này, một cái tên khủng bố như thế này, giết người như thế này, để mà bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, rồi bắt luôn cả Trương Duy Nhất nữa, nhờ Tổng cục 2 rồi qua cái ông thủ tướng nữa, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nữa, để mà ra lệnh Tổng cục 2 để mà bắt Trương Duy Nhất. Mà tên này á, nó nghĩ rằng là Thái Lan với Campuchia rồi này nọ với Lào rồi coi như là những cái quốc gia mà nó có thể qua mặt dễ dàng, biết không? Nó có thể coi như là một cái quốc gia mà đàn anh nữa, rồi muốn làm cái gì là làm, mà hồi nào tới giờ nó làm nhiều điều như vậy rồi. Nó đã từng bắt thầy Thích Trí Lực nè, rồi từng bắt anh Lê Trí Tuệ nè. Lê Trí Tuệ là một thành viên của Lao Động Việt đó, và Lao Động Việt mà do cô Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương gọi là những cái thành phần đã tạo nên cái Lao Động Việt đó, mà bây giờ anh Lê Trí Tuệ hoàn toàn như mất tích đó, coi như là bị xử tử rồi, hoàn toàn người ta không biết cái tung tích gì của anh Lê Trí Tuệ đó. Thành ra cái tội ác này rất là lớn của ông Nguyễn Phú Trọng đã làm những người dân thất nghiệp hiện tại vì không có công ăn việc làm nữa, là cả một cái nền kinh tế của sụp đổ, mà ông đâu có nhìn thấy cái tội ác của ông đâu. Ông tiếp tục rồi là rất là sung sướng nha, tiếp tục sung sướng với cái ngôi vị gọi là tổng bí thư của ông, và kiêm cả ngôi vị là chủ tịch nước đó. Bây giờ TV cho quý anh chị nghe thấy một cái hình ảnh khác đây nè, đó quý anh chị em nhìn kỹ coi, quý anh chị em nhìn kỹ tất cả những gương mặt này đi, những gương mặt này không phải là những gương mặt buồn, những người mà mang tang của ông Trần Đại Quang này không phải là những gương mặt buồn,
mà toàn là những cái gương mặt căm phẫn không à. Quý anh chị em thấy tất cả những cái ánh mắt trong khuôn mặt này như thế nào? Họ đều căm phẫn là họ họ biết là gì, là chồng của họ bị giết, họ biết là cha của họ bị giết. Tất cả những ánh mắt này trong đó đó TV thấy toàn là những ánh mắt gọi là căm phẫn không, những ánh mắt mà của những người đeo tang đó. Nó rõ như vậy đấy. Nên cho quý anh nhà em, cho em coi thêm những cái hình ảnh như thế này đó, những cái ánh mắt của cái người mà con gái của Trần Đại Quang mà phía bên tay trái đó, rồi ánh mắt của vợ của ông Trần Đại Quang, cái hình mà đứng đầu đó bên tay phải đó, rồi người con của ông Trần Đại Quang ở giữa nó có những cái ánh mắt buồn mình biết, mà có những cái ánh mắt mà căm hờn căm phẫn đó mình biết. Đây là cái trang nhà của một người tên là Tôi Yêu Công an Nhân dân Việt Nam nha. Một theo TV hiểu là đây là trang nhà của một tên cán bộ cộng sản đó. Thì khi mà anh đã làm công an nhân dân thì anh chắc chắn là trở thành một cái đảng viên của Đảng Cộng sản thôi. Cái trường hợp này thì TV biết rất rõ. Thì khi mà vào năm 2016, quý vị anh chị đọc ở trên cái hình này á, thì thấy là 28 tháng 7 năm 2016 thì cái anh mà Tôi Yêu Công an Nhân dân đó gạch chéo cái câu của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, hình hình đó rõ ràng như vậy đó. Mà cái câu Nguyễn Bỉnh Khiêm viết là cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm viết là Bỉnh chúc vô minh quan tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Thì vào năm 2016 đây, 28 tháng 7 đây, tên cộng sản gọi là Tôi Yêu Công an Nhân dân đây. Ồ, Tôi Yêu Công an Nhân dân thôi chứ không có nghĩa rằng là người công an nhân dân, thì coi như là gia đình cơ, gia đình của cái tên công an nhân dân đó thì coi như vẫn là yêu. Mà công an nhân dân thì đại diện cho cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản thôi, thì coi như tên này cũng giống như là một tên trong gia đình cũng vậy thôi, cũng là cá mè một lứa thôi. Đó mà ngày nay chúng ta thấy là khi mà ông Quang ông chết đi thì chúng ta thấy cái câu sấm này nó rất ứng đến cái sự ra đi của ông Quang. Đúng không? Bỉnh chúc vô minh quan tự diệt. Thì nó quá ứng rồi còn gì nữa. Thì ngày nay người ta không biết là khi mà quan tự diệt rồi đó. Bỉnh chúc là mình đốt đuốc mà không có thấy ánh sáng. Rồi quan tự diệt là ông ta là ổng bị người ta giết đi rồi chứ không phải tự tự diệt nữa. Tự diệt nó cũng chưa chắc gọi là mình tự tử nữa. Bỉnh chúc vô minh. Vô minh có thể là không có Hồ Chí Minh. Vô minh có nghĩa là không có ánh sáng. Thì đốt đuốc mà không có ánh sáng thì quan tự chết đi. Mỗi người ráng suy nghĩ cái giải giải nghĩa cái sấm này á, mỗi người có một cái điều mà giải nghĩa khác nhau. Thì cá nhân TV thì đại khái là TV biết rằng là nó nói lên ông Quang tự chết đi. Thì trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Trọng là Nguyễn Phú Trọng là rõ ràng rồi, tại vì ở trên là Trần Đại Quang là coi như tứ trụ triều đình mà. Rồi quan nè, rồi trọng nè, rồi ngân nè, bạc phúc nè, sản tất vong là
chủ nghĩa cộng sản là phải đi Đức thôi, phải chết thôi. Cái ý nghĩa nó là vậy. Đó, quý anh chị em thấy là câu sáng sấm trạng trình đó là đã có từ, người ta đã đồn có từ hồi lâu rồi, nhưng mà vào năm 2016 nha, là trước khi cái chết của Trần Đại Quang là nhào vào ngày 21 tháng 9 năm 2018, thì quý anh chị em thấy là cái câu này nó đã có trước trước cái chết của ông Trần Đại Quang. Nói thì cá nhân TV256 cũng không có tin vào sấm ký, nhưng mà rốt cuộc mình lại thấy nó rất là ứng nghiệm. Nó ứng nghiệm với hiện tại, là qua cái chết của ông Trần Đại Quang. Mà mình không biết rằng là ai sẽ người là người thay thế, ai ai sẽ người là người chết sau cái Trần Đại Quang. Có thể là Trọng hoặc là Ngân rồi đến Phúc chứ. Là sau cái chết của bốn người này á, thì Đảng Cộng sản mới mới tắt thở đó tắt vong là bị mất đi đó. Rồi bây giờ TV cho thêm một cái coi một cái hình khác nữa, thấy không? Đã lộ bằng chứng kẻ bấm ấn chính là kẻ đã giết chết Trần Đại Quang. Đó, cái hình ảnh quý anh chị em thấy trong đám tang của ông Trần Đại Quang, ngay cái góc trái á, mà ngay cái góc trái mà VTV One đó, thì quý anh chị em thấy chữ Quang đó, là trong 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 cái khi mà Nguyễn Phú Trọng đi viếng vòng quanh cái quan tài của Trần Đại Quang, thì Nguyễn Phú Trọng rồi là giơ cái bấm ấn, rồi là cả hai hai bàn tay luôn bấm ấn, thấy rõ luôn đó là cái tay này nè, thấy không? Đó, cái tay giống như TV256 nè, đó gọi là cái ngón tay cái là bỏ ở trong cái lòng bàn tay, nó gọi là bấm ấn thôi. Bấm ấn là để mà trừ ta ma trừ tà đó, là sợ cái vong của người người chết ấy, có thể nhập vào mình chẳng hạn gì. Mà chỉ có những kẻ gây ra tội ác mới làm những cái chuyện mà bấm ấn như vậy để mà bảo vệ cho cái sinh mạng của mình. Chỉ có những kẻ giết người á, có những kẻ mà âm mưu mà thủ đoạn đó, mà giết người đó, giết người mà đang chết mà nằm ở trong mộ á, thì những người đó mới 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 bấm cái ấn để mà trừ tà đó. Ghê thật. Ai sẽ là người đi theo Trần Đại Quang? Bỉnh Chúc, Vô Minh, Quang Từ Diệt, Trọng Ngân, Bạc Phúc, Sản Thất Vân. Toàn là phản quốc. Nhìn thấy lá cờ Phúc Kiến là thấy phản quốc rồi. Nó dạy cho thanh thiếu niên học sinh mà từ nhỏ cho tới lớn là phải phải chào cái cờ phản quốc, cái cờ Phúc Kiến. Tất cả cái chủ nghĩa cộng sản này nó đều dạy cho con dân Việt Nam, nó đều dạy cho cái dân tộc Việt Nam hành xử như là một người phản quốc, mà chính cá nhân mình không biết. Nó khổ như vậy. Và người 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 Việt Nam từ nhỏ tới lớn đó cứ nghĩ rằng là mình yêu nước. Mình yêu nước là mình yêu cái lá cờ Phúc Kiến như thế này. Tất cả những hình ảnh phản quốc nó cứ đập vào mắt của TV256. Đó là cái điểm sụp đổ của chủ nghĩa xã hội đó. Chủ nghĩa Việt Nam đó, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó. Nó xây cái gì nó cũng là sụp đổ, đến nỗi cái xây mà cho cái cổng thôi, một cái cổng cổng nó đơn giản như thế này nó cũng sụp đổ như thường. Cái Đảng Cộng sản đó nó không có làm được cái gì mà gần như là hữu ích cho người dân đó. Đảng Cộng sản nó chỉ biết cướp bóc cho người của người dân thôi,
chứ không bao giờ mà nó xây dựng được cái gì mà tốt đẹp cho người dân. Hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, hàng triệu người phải đau khổ như vậy. Bây giờ hàng triệu người dân oan, biết bao nhiêu những đau thương xảy ra cho dân tộc này bởi cái Đảng Cộng sản Việt Nam mấy chục năm qua. 500.000 người vượt biển ở Biển Đông cũng là tội ác cũng của nó. 200.000 người bị giết ở trong những cái trại gọi là học tập cải tạo cũng là tội ác của nó. Và 500.000 người bị giết ở trong cái cuộc mà cải cách ruộng đất đó, nhân văn giai phẩm đó, cũng là của thằng Cộng sản, tội ác của thằng Cộng sản. Thì ngày hôm nay đó là cái điểm thôi. Cái điểm mà vào năm 2018 đó, cái cổng mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa bị nó sụp đổ là chuyện cũng bình thường đó. Nó cũng sẽ đến đó. Nó cũng là một cái điểm nó báo trước cho chúng ta biết rằng là cái chế độ này phải bị sụp đổ, mà nó sẽ đến rất là gần. Bởi vì chúng ta thấy được cái bài diễn văn của ông Tổng thống Trump và bà Tổng thống Trump, TV gọi là đệ nhất phu nhân đi, đệ nhất phu nhân nước Mỹ là bà Melania đó. Bà cũng đề lên án cái cuộc chủ nghĩa cộng sản và lên án với cái chủ nghĩa xã hội nữa. Bà nói tất cả những quốc gia xã hội socialist country hoặc là communist country đều là những cái quốc gia gọi là rất là tội ác, hành xử tội ác đối với dân dân của mình, hành xử tội ác đối với những cái quốc gia mà cạnh mình nữa. Giống là nó ngang nhiên mà nó khủng bố, rồi là nó đem người qua bắt cóc công dân của nó, bắt cóc ông Trương Duy Nhất, rồi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đó là trong cái bài diễn văn mà của ông Tổng thống Trump mà ông đọc ở Florida đó, mà TV256 nó thông dịch qua cho các anh chị em nghe coi ở cái clip trước á. Mà trong cái bài diễn văn đó có một cái điểm mà rất là đặc biệt nha. Bài diễn văn của hai người đó có điểm đặc biệt là ông hai người đó nói đến tổng cộng là 27 lần. 27 lần cái chữ mà chủ nghĩa cộng sản với là xã hội chủ nghĩa. 27 lần như vậy đó. Chứng tỏ rằng là hai vợ chồng Tổng thống Trump rất là hiểu rõ về cái chủ nghĩa cộng sản và cái chủ nghĩa xã hội. Đừng có khinh thường nha. Mà ngày hôm nay đó, chúng ta biết được là ngày 27 và ngày 28 là sẽ có cái cuộc hội họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo là ông Kim, ông Kim Jong Un đó, và ông Tổng thống Donald Trump, xảy ra ở Hà Nội, ở Việt Nam. Thì chúng ta biết rằng là đồng bào trên khắp nơi trên thế giới và cũng như những cái đồng bào trong nước đang rục rịch nha. Đang rục rịch là sẽ biểu tình vào ngày 27 và 28 tây, là trong hai cái ngày hội họp đó. Nhưng mà cá nhân TV thì thấy đây là điểm mà nó không có thích hợp mấy. Đối với cá nhân TV là quý anh chị em ở trong nước là phải biểu tình bắt đầu ngay ngày hôm nay. Bắt đầu ngay hồi ngày hôm nay nha. Khi mà nhận được message của TV256 thì cứ tiếp tục biểu tình, không cần biết lớn nhỏ như thế nào, cứ biểu tình để mà giữ lửa cho đến cái ngày đó. Chứ không thể nào mà bỏ rơi cái tình trạng như vậy được. Tất cả chúng ta đều phải tiếp tục cuộc biểu tình. Mà lý do là tại sao? Lý do là hiện tại chúng ta thấy rằng là theo cái cơ quan thông tấn xã của TASS đó, của bên Nga Xô đó, thì họ cho là con số người mà ký giả phóng viên quốc tế đến Việt Nam là khoảng là trên
3.500 người rồi. Là cái con số nó lớn kinh hoàng lắm. Nó lớn hơn cái thời mà Singapore. Cái lần mà summit lần đầu tiên á, thì chỉ có 2.500 thôi. Và bây giờ đó chưa đến cuối tuần nữa là đã nó lên tới con số là 3.500 rồi. Nó trên 3.500, phóng viên báo chí quốc tế đang có mặt ở Việt Nam rồi. Và khi mà phóng viên báo chí quốc tế đó là họ có mặt trước cái ngày đó. Có khi trước đến cả tuần lễ nữa. Là TV khẳng định quý vị là hiện tại đang có rất nhiều, có thể lên tới hàng ngàn phóng viên hiện tại đang ở Việt Nam. Họ không phải là đợi tới cái ngày đó đâu. Họ phải đến nước Việt Nam ta vào cái ngày ngày hôm nay nè, là họ phải có mặt để mà họ chuẩn bị đủ thứ cho cái cuộc mà thượng đỉnh như vậy. Thành ra nó lên tới 3.500 người, và hiện tại á, dự trù vài ngày sau có thể nó lên đến 4.000 phóng viên nhà báo đến với Việt Nam. Thì tại sao chúng ta lại đợi đến ngày mà người ta hội đàm? Nếu mà chúng ta đợi đến ngày mà người ta hội đàm là ngày 27 và 28 Tây để mà hội đàm á, thì tất cả phóng viên đều tập trung vô trong cái cuộc hội đàm đó, rồi lấy đâu mà quay quay cho những người người dân Việt Nam biểu tình? Chúng ta thấy là điều là vô lý không? Thành ra quý anh chị em, nếu mà cứ thấy đúng ngày 27, 28 xuống đường thì cứ xuống đường theo cái những cái lời kêu gọi của rất nhiều người khác, thì TV cũng 256 cũng đồng ý thôi. Tất cả đều là lời kêu gọi để mà xuống đường, rồi TV đồng ý hết. Nhưng mà cá nhân TV muốn cuộc xuống đường phải xảy ra trước cái cuộc mà hội nghị thượng đỉnh, để cho các phóng viên để ý đến tất cả những người Việt Nam xuống đường biểu tình để mà không thích cái chế độ cộng sản như thế. Chứ để mà đến cái ngày mà 27, 28 TV thấy lại mình bước vào cái sự vô vọng nữa. Không, không có nên xuống đường. Vào cá nhân TV thì hoàn toàn không bao giờ mà đồng ý cái ngày xuống đường mà 27, 28 hết đó. Mà phải mình đánh những cái trận đánh gọi là địch không không có biết thì mình mới chiến thắng. Còn mình đánh những cái trận đánh mà thường thường là địch biết trước là mình tự thua. Thấy không? Quý anh chị em xuống đường ngay ngày hôm nay không sao hết á. Một cái nhóm lẻ 5 người, 3 người cứ xuống đường. Tại sao mình phải đợi đến cái ngày đó, mà cái ngày đó là nó đưa ra công an bao vây khắp nơi hết để cho những người đấu tranh không được đi ra khỏi nhà. Trong khi đó, thường thường mình mở ra cái cuộc đấu tranh bất ngờ thì địch trở tay không kịp, giống y như cái ngày mà 10 tây tháng 6 vừa qua đó. Những người cộng sản không có trở tay kịp, thành ra mình mới có cuộc xuống đường lên đến hàng trăm người, ngàn người, để mà cả quốc tế bây giờ biết được người dân Việt Nam cũng giống như dân Venezuela, cũng là không ưa cái chế độ cộng sản, không ưa cái chế độ mà xã hội chủ nghĩa. Và ngày nay cái đảng cộng sản Việt Nam nó vẫn còn hiện diện trên cái đất nước mình. Làm sao mà ông Trump và bà Trump gọi là đồng ý cái điều đó được? TV bảo đảm ông Trump là một người phải chống lại cái chủ nghĩa cộng sản và phải chống lại cái đảng cộng sản, ngoại trừ cái đảng cộng sản này nó phải bị sụp đổ hoặc nó phải giải tán thôi. Ngày nào còn cái tên đảng cộng sản Việt Nam là ngày nào đó ông Trump vẫn còn chống lại cái đảng cộng sản Việt Nam. Anh không có thể chạy đâu được hết á, anh không không có thể đâu mà chạy trốn được với cái tên của anh như vậy hết. Và chúng ta thấy rõ hiện tại những cái gì mà xảy ra ở bên Venezuela, chúng ta thấy rõ như vậy. Và những cái bài diễn văn của ông Trump và diễn văn của bà Trump nói như thế nào về chủ nghĩa cộng sản, nó tàn độc như thế nào. Nó quốc hữu hóa tất cả mọi người, rồi nó chiếm hết tất cả những tài sản của toàn dân như vậy. Đó là những cái bài trong cái bài diễn văn như vậy, ông hiểu rõ, rất 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 rõ về cái chủ nghĩa cộng sản và xã hội chủ nghĩa. Miệng nó thì nói là tốt đẹp cho cái đất nước, mà rốt cuộc rồi là làm xấu đi cho đất nước không?
những cái lời tổng thống Trump là tôi bị nghe, tôi bị nhớ hết đó, chứ không phải không đâu. Rồi bây giờ TV cho thêm mấy cái này thì TV 256 nói rồi, nhưng mà vẫn phải tiếp tục nói hoài. Đối với thằng Cộng sản là mình phải tiếp tục nói hoài thôi. Những cái cô giáo Việt Nam mà phải đi qua bằng cái con sông này nè, đi qua bằng cái bao ni lông trùm hết người đây nè, rồi có người mà lội giỏi rồi cái đi đi qua sông để mà đi học, đi dạy học. Mà trong khi thì cái chế độ nó rất là tàn nhẫn, nó xây xây dựng gọi là tượng đài mà nghìn tỷ. Một cái chế độ như vậy làm sao mà sống sống được khốn nạn như vậy đó. Những trẻ em, mười mấy trẻ em mà phải đi trên một cái dây cáp như vậy, mà trong khi nó xây dựng tượng đài là 1.400 tỷ, nó lên tới 7 triệu đô la, 70 triệu đô la, quý anh chị em tin tưởng được không? Làm sao chúng ta chưa thể chấp nhận người dân phải khổ sở như thế này? Đây là những cái mầm non ưu tú của đất nước, là những cái thế hệ tương lai để mà có thể xây dựng cái Việt Nam tốt đẹp sau này. Mà thế hệ tương lai mà phải ốm đói, mà phải đi bằng những cái xe cáp như vậy, đi bằng cái dây cáp như vậy, chúng ta có thể chịu nổi được không? Người Việt Nam nhìn thấy cái cảnh này có thấy cái đau thương cho dân tộc Việt Nam không? Những cái tên mà cầm quyền có thể nhìn thấy những cái hình ảnh này để mà lên án cái chế độ hay không? Hay là tiền các ông cứ tham nhũng mà bỏ túi vào vào nhiều, cho nhiều càng nhiều càng tốt, rồi để không có xây cầu cho các em, để người dân phải phải khốn khổ như vậy. Các ông có còn là lương tâm của một con người không, mà để những mầm non ưu tú của đất nước như gì phải khổ sở đi học như vậy? Các ông có trả lời được không? Các anh có trả lời được hàng ngàn cái tàu đánh cá của người Việt Nam như thế này bị tàu cộng nó đâm chìm không? Mà các anh cho là tàu lạ không? Tất cả lo do những cái thằng cộng sản Trung Cộng nó đâm chìm, rồi các anh cho là tàu lạ. Nó bắt cướp tất cả những cái dụng cụ ngư của ngư nhân của người ngư dân, rồi nó tịch thâu cá của người ngư dân, rồi nó còn bắt cóc những ngư dân Việt Nam nữa, sang bên tàu rồi nó đòi tiền chuộc nữa, rồi nó đánh đập người rất là tàn nhẫn những ngư dân Việt Nam, để người ngư dân Việt Nam hiện tại không còn cái bờ biển để mà đánh cá nữa. Ngư dân Việt Nam phải chạy qua bên Thái Lan, chạy qua bên Indonesia, chạy qua bên Mã Lai để mà đánh cá, rồi để bị bắt, hàng trăm người bị bắt ở ở ở nước người ta như vậy. Và ngày nay sau khi mãn hạn tù rồi thì hiện tại có 55 người ở bên Indonesia, họ mong muốn được vé máy bay để trở về Việt Nam. Các ông cũng làm ngơ nữa, các ông gọi là đem con bỏ chợ thôi, các ông hành xử như là một người phản bội tổ quốc thôi, chứ không có yêu thương đồng bào của mình. Sự thật là như vậy đó. Đó, các ông hành xử phản quốc nè. Kỷ niệm 65 ngày thành lập quân đội nhân dân mà các ông làm như vậy đó. Các ông lấy những người người lính của Trung Quốc nè, mặt mày của Trung Quốc nè. Rồi các ông, tại vì quần áo nó cũng giống nhau thôi, rồi các ông cho đưa những người Trung Quốc đó coi như là tưởng niệm, kỷ niệm cái ngày thành lập quân đội nhân dân. Thấy không? Xin hưa đát nét nè. Người ta đã đăng những hình ảnh rồi, các ông copy hình ảnh rồi đưa vào cái làm cái ngày kỷ niệm lễ thành lập quân đội nhân dân coi có được không? Toàn là dạy cho những người dân gọi là phản quốc, toàn là dạy những người dân phản quốc không à, chịu không nổi luôn đó. Hồ Chí Minh là một tên gọi là giải phóng quân nhân dân nè đó, từ Hồ Chí Minh là tên Hồ Quang đó đó. Việt Cộng nó đưa ra những cái hình ảnh như vậy đó. Bên trái là tờ gián điệp giặc Hồ Tào Quang mang lá cờ Phúc Kiến nè, vào Việt Nam ta làm cờ tổ quốc nè, nó có đề mấy cái chữ Tào đó, chữ Tào dưới cái lá cờ đó. Toàn là dạy những điều mà phản quốc, yêu mến nữa là lãnh tụ Hồ Chí Minh, gọi là tháp 10 đẹp nhất Bông Sen,
rồi Việt Nam đạt nhất có tên cáo hộ. Nó dạy dạy trẻ em mới vừa lớn thôi, mới vừa 5 tuổi thôi đã nhồi sọ vào vào bộ óc của trẻ em là phải yêu mến Hồ Chí Minh rồi. Hồ Chí Minh là một tên gián điệp Tàu mà yêu mến như vậy rồi, chẳng khác nào mà dạy dạy người trẻ em làm những cái việc mà phản quốc. Nó dạy tất cả những người trẻ em đều hành động xử như là một người phản bội tổ quốc, không biết yêu nước là gì hết. Rồi thử hỏi làm sao mà không có mà suốt mấy chục năm sống với cộng sản, làm sao mà có thể thoát ra được. Mấy cái này TV nói rồi nhưng mà vẫn muốn nói lại thôi. Hãy nghĩ chính mình xem mình có bị nhồi sọ hay không. Có phải khi còn nhỏ đã dạy Hồ Chí Minh là thần tượng? Có phải khi đọc báo chí, nghe đài, xem TV toàn là của đảng? Đến giờ này chưa có một cái báo chí của tư nhân nữa. Nó có 900 cơ sở truyền thông, chứ sự thật ra không có một cái cơ sở truyền thông nào của tư nhân nữa. Thứ ba, có phải ra ngoài gặp hàng triệu biểu ngữ từ Bắc xuống Nam không? Biểu ngữ quốc gia của người ta không có một cái nữa, còn nó có hàng triệu biểu ngữ như vậy, nó dâng khắp nơi mọi nơi hết để nó đầu độc tinh thần của người dân. Có phải vào trường đều dạy chính trị Mác Lê rồi được mới được vào đoàn vào đảng không? Đó, nó dạy người người trẻ em của mình để được vào đoàn vào đảng nữa. Nó nhồi sọ vào chính trị Mác Lê đó. Rồi thứ năm, có phải đi đâu cũng thấy tượng đài chế độ tuyên truyền không? Toàn là những tượng đài tuyên truyền Hồ Chí Minh rồi Lenin rồi tất cả những người mà cán bộ cộng sản, mà đến những người mà tội ác với dân tộc Việt Nam như là Lê Duẩn hoặc là Trường Chinh rồi đó, nó cũng đưa ra lên, có cái tên đường Lê Duẩn, tên đường Trường Chinh. Có phải mỗi ngày đều buộc nghe loa phường không? Cái loa phường đó thế giới người ta bỏ lâu rồi, không có ai mà dùng, mà tại vì nó vi phạm quyền con người cần được nghỉ ngơi chứ không phải con người bị phải lúc vào phải phải nghe những cái lời mà thô bỉ như vậy đâu. Thành ra đó nó vi phạm quyền con người rất là trắng trợn về về cái loa đó. Mà đến giờ này rồi đó, cái loa vẫn còn gọi là chưa có bỏ. Chỉ cần bị dính trong một sáu điều này thì mình phải tự hiểu mình là đã bị làm một người máy robot để mà bảo vệ cho Đảng Cộng sản nữa. Từ đó sẽ hiểu rằng chính bạn là người bị nhồi sọ hàng chục năm qua. Chẳng ai muốn tranh cãi với hạng người robot này. Thiệt, TV256, TV nói thiệt là thầy chạy luôn đó, không thể nào mà tranh cãi được với hạng robot đó. Cái hạng robot chỉ có biết chửi chửi rủa không à, chỉ có biết chửi rủa nhục người mạng người khác mà không bao giờ mà có thể có cái tư duy để mà phản biện được. Nếu bạn can đảm trả lời không với 6 câu hỏi trên, tôi sẽ sẵn sàng tranh luận với các bạn. Nếu mà các bạn mà trả lời 6 câu hỏi này là không, mình không có bị như vậy, thì chứng tỏ là mình có cái tư duy tranh luận thì mình mới tranh luận được chứ. Chứ mình trở thành một người máy robot, ai muốn tranh luận với mình? Phải không? Tại vì cái đầu óc mình bị đầu độc bởi 6 điều này như thế này nè. Mà trong các nước khác người ta không có. Trong khi nước mình đó, mà mình tới hồi mình nói họ bị đầu độc, họ không chịu. Họ không chịu. Mà rốt cuộc biết bao nhiêu người người ta đã chuyển hóa, người ta rời bỏ cái chế độ và người ta có cái nhận thức được rằng là người ta đã bị đầu độc và người ta lên tố cáo cộng sản. Hàng ngàn người như vậy, hàng ngàn người vẫn đã hiểu ra và đứng về cái phía kia để mà chống lại những cái tên phản quốc như vậy. Đó, cái đau thương cho dân dân tộc Việt Nam là xây tưởng tên giặc Hồ Quang để mà bắt dân đã nhận giặc làm cha già dân tộc.
thật là mình không hiểu nổi luôn. Làm sao mà cha của một cái dân tộc được, biết bao nhiêu tiền nhân sanh trước Hồ Chí Minh nữa, chẳng lẽ đều gọi là cha sao? Khốn nạn. Nếu mà làm cha thì là loạn luân ba nó rồi. Cha của mọi cả một dân tộc thì loạn luân đấy. Nhưng mà không, Hồ Chí Minh là mẹ, nó là một người tạo, thành ra nó không có loạn luân được. Thành ra nó khôn như vậy đó, nó làm bác của cả một dân tộc cũng là loạn luân luôn. Mà rốt cuộc nó là người tạo, thành ra nó làm bác là ok, không có loạn luân. Thành ra người tạo họ đã chuẩn bị trước như vậy rồi. Thành ra họ kêu là dân tộc Việt Nam phải tôn sùng nó lên là cha già dân tộc, hoặc là kêu nó bằng bác thì là ok, không có sao hết. Nhưng mà sự thật đó, cái ở đây TV256 muốn vạch ra một cái điều mà đau đớn nhất, làm cho cái dân tộc khổ sở, Việt Nam phải khổ sở cho đến ngày hôm nay luôn, là cái chủ trương Việt giết Việt của Hồ Chí Minh. Nó làm cho con người ta Việt Nam chia rẽ rồi là tận cùng luôn. Người Việt với người Việt rồi là đánh nhau tận cùng luôn. Vì cái vấn đề mà nó chủ trương Việt giết Việt đó. Là nó đã ra lệnh rồi là pháo kích vào vào người dân ở Sài Gòn. Nó không cần phải là pháo kích vào nhà lính đâu, tất cả đều vào nhà dân hết á. Nó pháo kích rồi nó thảy lựu đạn vào rạp hát, cũng như rạp hát Cẩm Vân rồi, mà TV256 thời mà nhà cũng gần cái đó, nó biết rất là rõ. Rồi nó chôn sống đồng bào Huế vào năm 1968 Mậu Thân đó. Rồi nó đặt mìn xe đò đó. Người ta đi xe đò là nó lật mìn để mà giết những người hành khách thôi. Những người hành khách là người dân chứ là cái gì? Nó chôn sống những người Mậu Thân Huế, rồi nó thực hiện cải cách ruộng đất, rồi nó giết hại 500.000 người, ở 500.000 người Việt. Cải cách ruộng đất đến thời năm 1950 mấy đó, tất cả đều là chủ trương là người Việt giết người Việt hết. Chỉ có một cái tên mà giặc Tàu nó mới chủ trương là người Việt giết người Việt như vậy, trong khi cái dân tộc Việt Nam rất là hiền hòa. Mình không bao giờ mình nghĩ mà mình giết người Việt như vậy, nhưng mà khi mà anh ra chiến trường thì anh được lệnh thì anh phải thi hành thôi. Mà anh không thi hành thì kẻ trên có thể là giết anh thôi. Chứ cá nhân của người Việt thì mình thấy được cái điều đó là mình ác, mình biết mình làm việc đó ác, nhưng mà phải thi hành mệnh lệnh thôi. Cái khốn nạn là vậy đó. Chính vì cái vấn đề mà chủ trương Việt giết Việt, thành ra nó có cái sự căm thù giữa người cộng sản và người quốc gia, và nó có sự mừng căm thù rất là sâu sắc. Khi mà nói về vấn đề mà cộng sản quốc gia, nó căm thù kinh hoàng luôn. Cái thằng cộng sản đó, nó căm thù ghê lắm, qua cái ngôn ngữ mà nó mình thấy được. Những cái ngôn ngữ mà mình không bao giờ mình có thể tưởng tượng được. Nó giống như là một người máy robot thôi. Hễ mà ai mà chống lời cộng sản thì nó cho là phản quốc phản động, mà trong khi nó phản quốc là nó không biết. Đó, đây là hình ảnh của tất cả những nhà yêu nước nè, Nguyễn Bắc Triển nè, Trần Anh Kim, Trần Quỳnh Di Thức nè, rồi Dũng nè, rồi bác sĩ Hồ Hải nè, rồi Trần Trần Thị Nga nè, rồi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nè, đại khái tất cả những người này là những người đấu tranh đang bị giam cầm, hàng ngàn người đang bị giam cầm, chứ tôi không nghĩ vài trăm đâu. Đối với cái chế độ cộng sản này là nó bưng bít tin tức mà chúng ta không thể nào chúng ta biết được. Biết bao nhiêu người
không có tên tuổi bị giam cầm cũng vì đấu tranh, cũng vì đòi hỏi cái công bình. Đó, chúng ta thấy không? Hồ Chí Minh mà khi là còn là Nguyễn Ái Quốc thì bận thất cà vạt, thấy không? Sau này đó, Hồ Chí Minh thì là bốn túi, là bận toàn là đồ đồ gọi là nó gọi là đại cán của Tàu không? Đó, vậy là Hồ Chí Minh là ai? Đó, báo chí trên báo Thanh Niên nè đăng cái hình cái lá cờ trong cái dòng đỏ đỏ đó, lá cờ 60 sao của Tàu đó. Đây là những cái hành động phản quốc đó. Hành động phản quốc mà được đăng trên báo Thanh Niên đó. Ngày ai ai là người đem cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến vô làm cờ cờ của Tổ quốc kìa, đó là Hồ Chí Minh chứ còn ai nữa. Đến giờ này người ta không bao giờ người ta dám tiết lộ ai là người đã mang cái lá cờ Phúc Kiến đó. Cái Đảng Cộng sản nó giấu nhẹm, gọi là không có nói ai là người đang mang cái cờ Phát Kiến Phúc Kiến để mà làm cờ nước. Nó cũng đưa ra cái giả thuyết là của Lê Quang Sô rồi của Nguyễn Hữu Tiến rồi, nhưng sự thật ra tất cả đều không phải, chỉ có Hồ Chí Minh thôi mà nó là dám nhẹm. Nó không chỉ cho Hồ Chí Minh là người đem lá cờ, mà bây giờ nó cũng không không có biết ai là người đem cái cờ hết. Nó giả vờ thôi, nó giả vờ nó không biết ai là người đem lá cờ Phúc Kiến làm cái lá cờ nước, nhưng mà sự thật ra nó là Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đem cái lá cờ mập sao vàng này nè, thấy không, làm cái cờ nước đó. Bảo đảm như vậy 100% luôn đó. Đó rồi ai làm ra người lệnh mà đập phá những bia tưởng niệm của đồng bào vượt biên này, đồng bào vượt biên vượt biển ở Ba Lô Bu Đông là cả trên 50.000 người đó, mà bây giờ người ta lập tượng đài rồi đó là nó đục lỗ như vậy đó. Cái này là Trần Đức Lương đó, tội ác của Trần Đức Lương đó, thấy không? Kêu cái những người nói lấy cái vấn đề mà ép buộc ngoại giao nó để mà kêu đập phá cái bia tưởng niệm của đồng bào, tại vì đồng bào bây giờ về hết rồi, đồng bào đi định cư khắp quốc gia hết rồi, bây giờ chỗ này thì đồng không có thôi chứ không có ai ở hết. Người tha hồ nó muốn đập thì đập thôi, nó sợ để cái di tích lại ngàn đời sau người ta sẽ thấy. Bởi nói nó thương đồng bào ta chỗ nào đâu. Đây nè bốn người nè, bốn bốn người tử tù nè: Hồ Duy Hải nè, Lê Văn Mạnh nè, Nguyễn Văn Chưởng nè, thấy không, Đặng Văn Hiến nè, bốn người này bây giờ vẫn còn nằm trong tù. Nó đoái hoài đến những người này đâu, nó coi những người này là cũng như không phải là con dân của nó, trong khi đó nó làm chủ tịch nước đó, nó chỉ có biết ký một cái lệnh ăn xá thôi, nó chỉ một cái chữ ký của nó thôi, bốn người này được thả ra rồi, trong khi không có đủ bằng chứng để mà xử tử người ta thì phải thả người ta chứ, đâu có thể nhốt người ta hàng chục năm tù như vậy được. Chỉ có một cái chế độ nó tàn nhẫn, nó bất lương đó, nó phản bội tổ quốc nó mới hành xử như vậy thôi. Đó, bốn người phụ nữ yêu nước nè: Quỳnh Thục Vi nè, Trần Thị Nga nè, Nguyễn Hoàng Vi nè, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nè. Đây là bốn người phụ nữ yêu nước thì nó giam cầm. Mà những người phụ nữ yêu nước này họ đều có những con nhỏ hết nha. Họ sẵn sàng họ hy sinh để họ đấu tranh cho một Việt Nam được tự do, được được phát triển. Họ là những người yêu nước không đó chứ, mà rốt cuộc họ bị bắt bỏ trong tù. Còn những thằng phản bội tổ quốc đây nè, lúc mà Nguyễn Phú Trọng đi qua Tàu để ký nhiều hiệp ước thương mại đó, ngay cả VTV của anh nó cũng để cờ 6 sao như thường. Ở TV không nói là cô xứng công viên nè nha, VTV vào ngày 14 tháng 10 nè năm 2011 nè, cô đưa cái hình ảnh gọi là
với người ta 6 sao, mình 1 sao rồi coi như mình trở thành một cái sao nhỏ của người ta thôi. Thấy không? Ai tác là tác giả lá cờ 6 sao gì? Nguyễn Phú Trọng chứ còn ai nữa? Nó là người quyền hành nhất thôi, nó là vua mà. Đơn giản như vậy thôi. Đây là Nguyễn Phú Hòa Trọng nè, các em là đi tiếp Tập Cận Bình nè. Hình ảnh này có lâu lắm rồi đó, chứ không phải không? Các em nhỏ thì đó là Nguyễn Phú Trọng không? Ai ra lệnh thế? Thì những cái hành động phản quốc của Nguyễn Phú Trọng đừng có tưởng là người dân không biết đâu. Chế độ của ông bắt buộc phải ra đi và ông là sẽ người bị xử trước. Thấy không? Nhưng mà sao Trần Đại Quang, TV nói rồi đó, TV đoán như vậy thôi. Thấy không? TV đoán dựa theo cái câu sấm đó. Sao Trần Đại Quang phải là Nguyễn Phú Trọng đó? Đó, chữ G nè, đột ngột rớt xuống. Đó, Nguyễn Phú Trọng bắt Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá rồi nói là đầu thú tại Việt Nam nè. Khốn nạn, một cái người mà chủ tịch nước như vậy mà vẫn còn cầm quyền được. Nó đau thương cả dòng dân tộc này, thấy không? Một tên mù mà dẫn dắt tất cả những người đi bắt phải bịt mắt mù theo ổng hết. Người này bịt mắt người kia cho đừng có thấy đường. Đến hết thế kỷ này cũng không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Đó là lời nói của Nguyễn Phú Trọng đấy. Bởi vì người ta nói ông mù rồi, ông mù rồi, ông lú rồi, mà ông đâu có biết đâu. Chỉ có những người lú lẫn mới nói là Tổng Bí Thư là người miền Bắc là phải có lý luận và không có tham vọng quyền lực. Một câu nói mang đầy tính chất kỳ thị vùng miền của Tổng Bí Thư. Nhờ thế Tổng Nguyễn Phú Trọng trở thành ứng viên duy nhất cho nhiệm kỳ 2 nữa, năm 1216 đến năm 2020. Thấy không? Mà ổng nói rằng đó, ổng chỉ làm nửa nhiệm kỳ là tới 2018 thôi. Quý anh chị em có nghe không? Có nghe ổng nói nửa nhiệm kỳ không? Cá nhân tai của TV nghe rõ ổng nói làm chỉ nửa nhiệm kỳ rồi ổng từ chức thôi. Tại vì ổng lớn tuổi rồi. Người ta đã 65 tuổi là người ta đã không được làm gì, giữ những cái chức vụ gì rồi. Đằng này ổng lên tới 73 tuổi rồi mà bây giờ ổng làm nhiệm kỳ 2 năm nữa. Là đến 18 là dứt, mà đến 18 đây vẫn vẫn còn coi ổng nói láo tàn bạo không? Bây giờ là 19 rồi, ổng đâu có từ giã cái chức tổng bí thư của ổng đâu mà ổng còn kiêm luôn cả chủ tịch nước nữa. Lấy cái việc mà đến đường Tăng là đường Tam Tạng đó, Tam Tạng mà đi thỉnh kinh đó thì cũng phải hối lộ nữa, coi ông có biện minh không. Ông biện minh cái quốc nạn tham nhũng của ông là như thế thì làm sao mà ông diệt tham nhũng được. Ông diệt tham nhũng chỉ là nói láo thôi. Một người người ta viết một cái câu chuyện về đường Tăng thì đâu phải lấy cái một người đó để là mà làm bằng chứng để mà biện minh cho cái quốc nạn tham nhũng của mình. Mở miệng ra mình mà biện minh một cái chuyện tầm sàm như vậy mà một người chủ tịch nước mà như vậy. Rồi nhục mạ cả tôn giáo Phật giáo nữa, ông nói bước chân vào nước Phật là cũng phải hối lộ nữa. Ông nhục mạ tôn giáo như vậy. Lấy cái ví dụ mà Đường Tăng đi hối lộ mà nói thiệt, cá nhân TV 256 cũng đọc qua cái Tây Du Ký cũng không nhớ là Đường Tăng đi hối lộ chỗ nào nữa. Mà dẫu cho có đi, ông cũng không có được quyền mà ông lấy cái câu đó để mà ông biện minh cho cái quốc nạn tham nhũng được. Cái câu đó nó chỉ là một cái câu chuyện của một người ta sáng tác thôi. Mình không thể nào mà biện minh cái hành động quốc nạn tham nhũng. Quốc nạn tham nhũng là nó thuộc về cơ chế, là cái cơ chế nó phải bị dẹp trừ, phải bị dẹp bỏ thôi. Cái cơ chế không có minh bạch, cái cơ chế đó là nó không có tam quyền phân lập, thành ra nó không kiểm soát được, thành ra nó gây ra cái quốc nạn tham nhũng, thành ra cái cơ chế cái cần phải bị dẹp trừ đi, vứt bỏ và sọt rác đi, đơn giản thế thôi.
đó, đố bác nào ném chuột mà lại không vỡ bình đó, nó là con chuột có cái đuôi dài thon đấy nè đó, nó núp sau bình đó, rồi thử ném nó nổi không, muốn ném mà trúng Nguyễn Phú Trọng là phải làm vỡ cái bình là đúng rồi, vỡ cái bình là bình Đảng Cộng sản đây nè, mà ông đâu có muốn rồi là Đảng Cộng sản bị tiêu diệt đâu, nhưng mà ngày hôm nay nó khác rồi. Để tivi coi coi ha. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ông có thoát qua khỏi cái khỏi khỏi cái cuộc xuống đường vĩ đại này không? Thiệt đó. Với khoảng mà 4.000 mà 4.000 mà ký giả rồi truyền thông quốc tế rồi phóng viên 4.000 như vậy, 4.000 người như vậy ông thoát nổi không? Người dân sẽ xuống đường vĩ đại, tivi nghĩ như vậy. Người dân sẽ có cuộc xuống đường vĩ đại. Thấy không? Miệng của ông Tổng Bí thư Phú Trọng nè, ở VTC nè, News nè, Tổng Bí thư nói nè, Bí thư kiêm Chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông? Ông nói vào ngày Chủ nhật 10 tháng 5 2015 vào lúc 8 giờ 56 phút nè. Đó, bằng chứng lịch sử như vậy. Làm sao mà ông có thể ông cãi được? Ông nói là ông nói là mấy cái chủ tịch tỉnh, tổng bí thư tỉnh rồi đó, và thành ủy rồi đó, chủ tịch đó. Mà bây giờ đó ổng là lên cái chức mà vừa tổng bí thư mà vừa chủ tịch nước nữa, cái đó còn kinh hoàng hơn nữa, nó lớn hơn tình cỡ nào nữa, mà ổng người là mâu thuẫn như vậy mà quý anh chị em vẫn chịu đựng được, chứng tỏ là cái đầu óc quý anh chị em bị nhồi sọ nhiều quá rồi chị, thành ra cỡ nào cũng chấp nhận hết. Cỡ nào cũng chấp nhận tin vào cái người cầm quyền của cái đảng đó. Coi các đảng là tổ quốc, coi ông Trọng giống như là một người tên mà thần thánh như đó, để mà tôn sùng cá nhân đó. Hồi xưa thì mấy anh em rồi tôn sùng Hồ Chí Minh, thì bây giờ cũng tôn sùng Nguyễn Phú Trọng thì cũng vậy thôi. Nguyễn Phú Trọng thành một con người vĩ đại mà, nó vĩ đại mà làm cái chuyện mà tàn ác với người, với Trần Đại Quang, bằng chứng rõ ràng như vậy. Các anh dám thông tin đó. Tổng Bí thư phải là người bắt phải có lý luận và không có tham vọng quyền lực, mà ổng nói người ta thì không tham vọng quyền lực nhưng mà cá nhân ổng thì tham vọng quyền lực được. Biết bao nhiêu mà điều mà ổng tát vào mặt ổng sỉ vả vào mặt ổng mà các anh em ở trong nước vẫn là tin lạ lùng nhé. Đến nỗi mà tào lạ mà nó quen luôn, nó quen đâm chìm người tàu cá của Việt Nam nữa, mà nó không có bao giờ nó bị Việt Nam mà phản bác hoặc là đánh lợi, mà mấy mấy trăm ngàn lần như vậy rồi, cả ngàn lần như vậy rồi. Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta, miệng mà ông nói như vậy đó, mà mấy anh chị em cũng không suy nghĩ ra là ổng nói ở chính ổng đó, ổng là một người tham nhũng đó, thành ra ông nói là ta tự đánh ta nên nó khó lắm. Ổng tố cáo ổng đó mà mấy anh chị em làm báo cũng làm thinh nè, không dám nói. Tại sao Nguyễn Phú Trọng nói những cái lời như vậy, mấy anh phân tích đi, tại sao mấy anh làm báo mấy anh không dám phân tích là tại sao Nguyễn Phú Trọng ông nói như vậy, là chứng tỏ là ông tự đánh ông à? Ông trả lời cho chúng tôi biết tại sao ông nói ông tự đánh ông, làm sao làm báo gì mà các anh chẳng chẳng lẽ các anh không có đủ trí khôn để mà nói được những câu nói đó à? Anh không có đủ trí khôn để mà anh chất vấn lại ông Nguyễn Phú Trọng là nói các ông tại sao nói là khó vì là ta tự đánh ta, chẳng lẽ ông cũng tham nhũng luôn mà tại sao ông nói là ông tự đánh ta, làm sao ông trả lời giùm đi Nguyễn Phú Trọng. Mình làm nhà báo mình phải ngay ngay, mình phải đi chính chính đàng hoàng chứ, làm nhà báo gì mà kỳ vậy? Làm mà cáo mà biết biết ông Nguyễn Phú Trọng nói câu này rồi thôi à, không cần phải chất vấn à. Làm kiểu báo của các anh là kiểu báo xu nịnh, kiểu báo nó vứt đi.
Thấy không? Ông góp ý, ông góp ý về bản hiến pháp đấy. Ông nói là những người mà đòi đa đảng đó, đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội, việc mà khiếu kiện đó, biểu tình đó cũng không được nữa nha, là ký tên mà tập thể là cũng không được đó, có thể được quy vào suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống. Trời ơi, một cái người mà nói những điều đó mà tại sao các anh chấp nhận được mà các anh không phản biện lại được, trong khi cả thế giới người ta đang có cái tiến trình đa đảng để mà các đất nước người ta mới chống tham nhũng được, người ta mới giàu có được, rồi là người ta có tam quyền phân lập nó mới kiểm soát được, không có ai mà quá thực quyền, cái thực quyền độc tài nó gây ra cho đau khổ cho đất nước. Rồi người ta có khiếu kiện mà được ký tên tập thể, còn ông là ông không chịu, ông muốn là phải cá nhân thôi, hiểu không? Rồi ông nói quyền biểu tình nữa, toàn thế giới người dân thì quyền biểu tình hết, bản hiến pháp của Việt Cộng cũng nói là quyền biểu tình nữa, nằm điều 25 á, rốt cuộc không có. Suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, nó không coi những cái người này đó mang lại những cái điều mà tốt đẹp cho quê hương thì cũng coi là suy suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. Thứ một người mà nó hơn nhận định như vậy đó mà các anh đưa lên làm chủ tịch nước, rồi các anh cũng phải vâng lệnh nữa, mà sự thật ông đâu có ai bầu ông đâu, ông tự đưa ông lên thôi, đúng không? Ông không có biết xấu hổ là vậy đâu, mà ông coi như là ông được người dân tín nhiệm rồi mà 100% vậy đó, khốn nạn như vậy đó. Thôi bây giờ tôi bị mệt quá rồi, phải không? Con chuột đầu đàn đây nè đó, tổng bí thư bắt được Trịnh Xuân Thanh bằng mọi giá, đây là cái bằng chứng cho quý anh chị em thấy đó, phải không? TV nghĩ là TV chấm dứt cái cuộc nói chuyện bây giờ là cũng ok rồi, phải không? Đó, cho quý anh chị coi lại tất cả những hình ảnh đó. Nhớ nha quý anh chị em, TV chỉ nhắc nhở thôi, quý em thấy rảnh rỗi thì cứ xuống đường, xuống đường đòi lại những gì mình đã mất. Các anh chị em phải nhớ rằng là khi mà các anh chị em nghe cái clip này đó, TV cũng hy vọng rằng các anh chị em phải trên 12 tuổi. Đối với TV 12 tuổi mà vào chơi ở trên Internet là đủ trí khôn rồi. Đừng có thấy những cái clip này TV 256 kêu gọi xuống đường là kể như là các anh em đổ đổi cho TV 256 rồi trở thành những đứa con nít nha. Nếu mà đổ lỗi cho TV256 là các anh em nghĩ rằng các anh em con nít là cỡ khoảng 11, 12 tuổi, 10 tuổi, dưới 12 tuổi. Nói thiệt đó, dưới 12 tuổi bây giờ nó cũng đã khôn lắm rồi. Cái này nó chỉ là được cái quyền tự do ngôn luận cho TV256 thôi. Thấy không? TV thấy đây là một cái thời điểm mà các quý anh chị em cần phải xuống đường biểu tình. Không cần phải đợi đến ngày 27, 28 thầy. Xuống đường ngay ngày hôm nay, thiệt đó, xuống đường ngay ngày hôm nay. Khi mà chúng em chị đồng TV256 không cần là phải là tổ chức biểu tình rất là lớn rầm rộ, tự cá nhân mình cảm thấy mình xuống đường được thì mình xuống đường, cái 5-3 người cũng được, mà nhiều cái 5-3 người nó kết hợp thành cái 5-3 người, hiểu không? Mình sợ mình biểu tình bị bắt hợp pháp thì mình cứ biểu tình được 5 người thôi, dưới 5 người thôi. Sự thật là cái biểu tình đó, nó đã ghi trên hiến pháp, cái điều 25 hiến pháp mà. Người công dân Việt Nam có quyền biểu tình mà. Đâu có thể nào mà
mà đến lúc mà các anh em đi xuống biểu tình rồi cái bị bắt bớ rồi nói thằng TV256 nó xúi đó, mình phải đủ can đảm, mình phải đủ can đảm mình nhận lại, mình nhận cái trách nhiệm của mình trước trước toàn dân, trước đất nước, chứ không phải mình nói mình bị người này xúi giục kích động. TV256 chỉ nói cho những người lớn thôi. Các anh em thấy mình lớn hơn 12 tuổi thì nghe thì được thì nghe. Đừng có khi bị bắt rồi nói là tôi bị kích động xúi giục. Mình lớn tuổi rồi mình phải biết cái trách nhiệm của mình. Còn mình sợ quá thì mình đắp chân mình nằm ở nhà đi. Đừng có nói người này xúi giục, người kia xúi giục. TV256 có quyền tự do ngôn luận của TV256. Dù là TV256 ở nước ngoài rồi. Nhưng mà đó là cái trách nhiệm của một cái người công dân Việt Nam, dù ở nước ngoài, dù ở bất cứ nơi chốn nào, cũng đều có cái trách nhiệm đối với quê hương của mình. Và cái điều đó là TV256 phải lên tiếng thôi. Đừng có bị bắt rồi cái nói là TV256 suối nha. Nhưng mà sự thật, nếu mà các anh chị em mà bị bắt mà nói mà TV256 suối, TV cũng chấp nhận, không sao hết á. Đâu phải là mình nói những cái gì mà ai cũng nghe theo được mình đâu. Bởi vì mình mà làm tội á, thì mình phải nhận. Mình phải biết anh hùng một tí, và mình không phải, mình phải có cái bản lãnh để mình phản bác lại. Mình nói đây là tôi không có tội gì hết á, đây là cái tấm lòng yêu nước của tôi. Các ông mới là cái tội đó, các ông mới là phản phản bội tổ quốc đó. Đơn giản như vậy thôi. Tại sao mình không dám nói những cái gì mà do cái lòng yêu nước của mình thể hiện? Thà là mình ở nhà mình trùm mền, còn mình đi ra đường rồi á thì mình phải chấp nhận. Mình có bị bắt thì mình cứ nói thẳng do cái tấm lòng yêu nước của mình chống lại những bọn phản quốc, chỉ vào mặt nó, các anh nó mới là phản quốc đó. Tại sao không dám hành xử đó? Con người mà trước sau cũng chết một lần thôi. Nếu tại sao phải sợ hãi khi mà chết cho quê hương như vậy? Các anh em trong nước nói là TV256 hèn, không dám về nước chiến đấu. Được, không sao, TV cũng chấp nhận mình hèn vậy. Cái vấn đề là mình không đủ điều kiện thôi. Nếu mà mình hèn đó, mình không có vượt biên đâu. Vượt biên là giữa cái sống và cái chết đó. Phải có những người can đảm nó mới làm được những chuyện đó, chứ không phải là tất cả ai cũng làm được chuyện đó đâu. Hỏi đi tất cả những người vượt biên vượt biển đi, hỏi coi họ có lòng can đảm không. Nếu mà họ không có lòng can đảm, họ không thể nào họ vượt biên được hết á. Để mà thấy những cái đau thương như vậy á. Trong khi đó mình không biết là mình phải nói tiếng gì nữa. Mình vượt biên, mình ra khỏi Việt Nam rồi mình không biết mình nói tiếng gì nữa. Rồi mình không biết nhà mình ở đâu nữa. Rồi mình không biết mình có mền, có quần áo, rồi mình sống như thế nào nữa. Rồi mình có biết mình có bị hải tặc không? Rồi sóng biển không? Và biết bao nhiêu người đã chết ở đại dương rồi.
Người ta ước lượng lên con số là 500.000 người đã chết ở đại dương rồi. Cái bốn người vượt biên là có một người phải bị chết rồi. Biết bao nhiêu bạn bè của TV256 cũng bị chết rồi. Bốn người vượt biên mà có một người chết rồi đấy. Một cái tàu đi đánh đi đi vượt biên có thể là bị là cả 20-30 lần bọn mà cướp biển Thái Lan nó hành hạ. Mà sống mà mình không có biết cái ngôn ngữ mình là ngôn ngữ gì mà mình sống bằng một cái bà hai bàn tay trắng như vậy để mà xây dựng lên cuộc đời. Nó đau thương lắm chứ đâu phải là mà lý do gì mình bỏ nước ra đi. Có mấy ai mà được đồng tiền đâu. Đừng có nghe đồn, TV 256 vô trong tại trại tị nạn thấy ai cũng nghèo hết á. Người ta đi vì cái muốn cứ được cái tự do thôi. Người ta không thể nào người ta sống ở trong một cái đất nước mà người ta không có quyền, được quyền lên tiếng. Người ta không có được quyền nói chuyện. Hỡi nói cái gì cũng bị bắt hết á. Một cái nước nước nào mà tự không có tự do ngôn luận như vậy làm sao mà người ta sống nổi? Chứ không phải ai mà sung sướng mà rời khỏi cái quê hương của mình hết á. Quê hương mình mà ai lại không thương không mến, nhưng mà chỉ cái chế độ nó tàn ác quá đó, nó tàn ác quá, nó làm cái con người mình phải phải ra đi thôi. Cái sự thật không có ai mà muốn ra đi khỏi quê hương của mình. Tất cả những cuộc ra đi đều là bằng nước mắt đó, bằng cái sự trả giá đó. Người này chết, người kia chết, người nọ lưu lạc, không có gặp mặt nhau. Cả một dân tộc bị đau khổ như vậy, mà trong suốt mấy chục năm trời như vậy. Cái chế độ này phải ra đi. Cái chế độ này chắc chắn nó phải ra đi trong năm nay, trong trong một vài tuần nữa. Trong một vài tuần nữa có thể TV tin tưởng như vậy. Trong một hai tuần nữa thôi, ngày ngày sẽ tới rồi. Nó tùy thuộc vào những anh chị Việt Nam. Nó tùy thuộc tất cả những người con dân Việt Nam. Phải biết rằng vận mạng của cái chế độ cộng sản này nó sắp sụp đổ, vận mạng của nó sắp tới rồi, phải biết. Đó là những điều mà TV256 mong đợi. TV chỉ nhớ rằng là TV mong đợi một người tổng thống như vậy. TV không có cần một người tổng thống phải mang quân đội hay là cái này đến để mà cứu giúp Việt Nam, không bao giờ TV có sự suy nghĩ như vậy. Khi mà TV256 mà thấy tổng thống Obama mà thoái thác cái trách nhiệm của mình là TV lên tiếng phản bác Obama. TV viết những cái bài rồi là lên án tổng thống Obama. Là không không có biết rõ cái trách nhiệm của mình. Khi mà Việt Cộng mà nó ông Obama ông muốn là mời họp gọi là mười mấy người, 20 mấy người đó, mà Việt Cộng nó gửi lại có 3 người thôi, mà Obama không có lên tiếng, không dám lên tiếng. Đó là những cái cử chỉ mà rất là hèn hạ của một người tổng thống, thoái thác cái trách nhiệm của mình. Mà TV không cần, khi mà anh có người Mỹ đó,
Ở đây cái dân tộc Mỹ nó có cái dân tộc tánh rất rõ ràng là người Mỹ cái khi mà thấy sai trái là phải lên tiếng. Cái dân tộc Mỹ nó hay chỗ đó. Trong khi đó Obama muốn gặp những người đại diện dân chủ là mười mấy người, 16 người hay là 26 người bây giờ không nhớ. Nhưng mà rốt cuộc nó đem lại có ba người, nó cho ba người được vào thôi. Rồi Obama cũng làm thinh rồi. Đó là một cái sự hèn, hèn của một tổng thống không dám lên tiếng những điều sai trái. Mà mình thấy như vậy là mình phải lên tiếng liền. Trong khi đó Obama cứ nói là các bạn ơi, các bạn hãy đứng lên trên cái đôi chân của các bạn. Làm sao mà Obama biết rằng là chúng tôi không đứng trên đôi chân của chúng tôi? Biết bao nhiêu người đứng lên từ mấy chục năm nay rồi. Từ Lê Quốc Quân mà từ Trần Văn Bá, từ Hoàng Cơ Minh bao nhiêu nó giết hết rồi. Biết bao nhiêu người biểu tình bị bắt hết rồi. Tại vì cái chế độ nó quá tàn độc. Mà người ta đã đứng mấy chục năm nay rồi mà đứng lên không nổi. Ổng kêu người ta đứng lên là cái gì? Tại sao ổng không có hành xử theo một cái người bản chất của một người Mỹ? Khi mà anh thấy sai trái là anh phải lên tiếng. Tôi không cần anh phải nhúng tay vô cái vấn đề Việt Nam. Nhưng mà ít ra khi mà các ông thấy những điều sai trái, các ông dám nói như Tổng thống Donald Trump đó, nói chủ nghĩa cộng sản của các anh là mang những điều tàn độc, tàn hại cho đến dân tộc của các anh. Tại sao Tổng thống Trump dám nói điều đó? Mà Tổng thống Obama khi xưa không dám nói điều đó. Bởi vì TV viết bài, TV lên án Tổng thống Obama là vậy. Bắt người Việt Nam phải đứng lên cái đôi chân của mình mà trong khi thằng cộng sản nó tàn độc như vậy. Mình đứng lên không nổi. Mà mình đâu có cần ổng phải giúp đỡ mình, ổng chỉ cần cất cái tiếng nói là mình đủ rồi. Obama xin gọi là cộng sản thả cho điếu cày. Cộng sản vẫn tiếp tục không không tả biết bao nhiêu năm. Obama cũng làm thinh nè. TV không thích mà cái kiểu mà nửa vời như vậy. Mình là một người tổng thống mà mình kêu gọi thả điếu cày mà nó không thả điếu cày, mình phải có áp lực với nó. Chứ không phải làm thinh nè. Rồi sau này mới thả điếu cày. TV không thích những cái hành động của tổng thống Obama mà đối xử với dân tộc Việt Nam. Miệng thì mình nói là Nam quốc sơn hà, Nam đế cư. Nhưng mà mình không có làm cái gì hết á. Ít ra lắm mình phải biết chứ, mình phải biết mình nói với những cái tên cộng sản mà nó cuồng tín như vậy, nó đang hành hạ dân tộc Việt Nam như vậy. Tại sao mình làm tổng thống mà mình hèn quá vậy? Mình đến nước người ta mà mình không dám nói gì hết đi. Là mình thoái thác cái trách nhiệm của mình. Cái trách nhiệm của mình là mình phải nói cái sự thật. Mình thấy làm sao mình nói như vậy thôi. Mình thấy cộng sản nó ác, nó làm, nó lường gạt như thế nào, mình thấy mình phải lên tiếng. Người ta cần mình lên tiếng thôi. Chỉ có cách xuống đường thôi. Mà phải xuống đường ngay bây giờ thưa anh chị em. Không cần phải đợi đến ngày 27-28 đâu. Ngày 27-28 là cái ngày mà ký giả báo chí nó đầy ở trong đó rồi. Nó đầy ở trong cái hội trường để mà nó chụp ảnh của hai người rồi. Để mà nghe ngóng tin tức rồi. Nó không có thì giờ để mà ra trước đồng bào ta đâu. Để mà chụp hình những cái thước phim để mà quay lên đâu. Các anh chị em phải xuống ngày hôm nay. Muốn xuống là xuống ngày hôm nay. Và quý anh chị em nên đánh là đánh những cái lúc mà nó không chuẩn bị.
đừng có đánh nhầm cái lúc mà nó đã chuẩn bị. Hồi nào tới giờ đó tụi Việt Cộng mà nó chuẩn bị rồi các anh em làm không được với nó đâu, tại vì nó quá tàn ác đi. Nó canh giận giữ từng nhà người đấu tranh hết á, nó sẵn sàng nó bỏ những cái lực lượng nó canh giữ từng nhà người đấu tranh hết á. Thành ra các anh phải phải làm những cái điều mà nó bất ngờ. Nhớ là chúng ta phải chiến thắng bằng những yếu tố bất ngờ. Mà khi bất ngờ thì chúng ta mới đánh được địch thôi. Nó giống như ngày mà chúng ta xuống đường vào ngày 10 tháng 6 đó, là nó bất ngờ quá, nó trở tay không kịp. Thì ngày hôm nay chúng ta phải tìm cách những cái yếu tố bất ngờ để mà đánh thằng Việt Cộng. Mà cái bất ngờ này nó rất là quan trọng, tại vì hiện tại đó nó cũng đã có ngàn hàng ngàn ký giả đang ở Việt Nam rồi. Theo cá nhân TV256 nghĩ là ngày 22, 23, 24 là nó hàng ngàn ký giả ở Việt Nam rồi, và chúng ta phải xuống đường vào những ngày đó. Chứ không phải chúng ta đợi đến ngày 27 đâu. Ngày 27 là ký giả nó vô phòng họp hết rồi. Không có ai mà ở ngoài đó rảnh mà quay quay những cái cuộc biểu tình của chúng ta đâu. Rồi tha hồ nó đàn áp luôn. Nó đàn áp luôn cũng không ai biết hết á. Hiểu không? Cái khổ một cái đó là dân mình xuống đường đó, là khi đàn áp tất cả thế giới không ai biết hết á. Khi mà người ta đã họp vào ngày 27, 28 đó, anh xuống đường đó, nó đàn áp anh, nó giết anh luôn, cũng chắc cũng không ai biết hết. Đâu có ký giả nào để mà quay các anh biểu tình. Đâu có ký giả nào quay các bạn biểu tình đâu. Không có. Tất cả ký giả là 3-4 ngàn ký giả là người ta chung quanh cái cuộc họp đó rồi. Thành ra đó, nếu mà các anh mà các bạn mà trong nước mà biểu tình là phải biểu tình ngay hôm nay, là ngay cái lúc mà ký giả họ đông đảo nhất đây, và họ đang không có việc làm, họ cần những cái hình ảnh để nói ra đây, nói ra là Việt Nam là đang như thế nào đây. Họ đang cần những hình ảnh đó để mà đưa lên truyền hình của họ. Thì các anh là cái đợi chờ ngày 27 là rất là vô lý. Hiểu không? Hãy thực hiện ngay ngày hôm nay. Cơ hội không có đến lần thứ hai đâu. Để đến lúc mà các ký giả người ta vào họp lại ngày 27, 28 rồi các anh biểu tình, các anh bị bắn chết mà không có một ký giả nào đưa tin mà biết hết. Họ sát hại cả bao nhiêu người họ cũng không biết hết. Giờ này các anh biểu tình ký giả mới biết đây. Ký giả nó chung quanh đó là nó săn tin là nhanh lắm. Còn đợi các ký giả mà vô họp rồi đó, 27, 28 tây rồi đó, các anh em biểu tình là chỉ từ chết đến bị thương thôi. Nhưng mà TV cũng đồng ý thôi, tất cả đều phải hy sinh hết á. Mình chết là cái chuyện đời hôm đó bình thường thôi, không có gì hết á. Con người ta phải chết rồi. Đúng không? Nhưng mà chết cho quê hương là chết cái điều mà sung sướng nhất thôi, không có sợ. Đúng không? Các anh em biểu tình ngày 27 cũng sợ, TV cũng đồng ý nữa, TV không phản đối cái điều đó. Nếu mà các anh em thấy đúng là ngày 27, 28, cá nhân TV không phản đối. Cá nhân TV vẫn ủng hộ lời kêu gọi của anh Benny Trương, hoặc là của Tăng Thái, hoặc là của tất cả mọi người. TV256 đồng ý điều đó, đồng ý biểu tình ngày 27, 28. Nhưng mà các anh em phải nên cho tất cả báo chí, ký giả, phóng viên biết là các anh em phải thực hiện ngay ngày hôm nay. Ngay ngày hôm nay nó quan trọng hơn. Đặng mà nó có cái tiềm lực mà nó kéo dài đến ngày 28, 27, 28. Tại ngày hôm nay là đã có nhiều ký giả, nhà báo đã đến Việt Nam rồi. Còn đợi mà 27, 28 đó là tất cả nhà báo ký giả vào họp hết rồi đó, là lúc đó là các anh em biểu tình chẳng ai biết hết. Việt Cộng có bao giờ nó đưa tin lên báo chí đâu mà biết đâu. Quả may là có những người mà họ họ chụp mà lén lút, rồi chắc gì mà tụi Việt Cộng nó lại không 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 có bắt hết.
thì mới đưa lên mạng được thôi, chứ không thôi thì nó cũng bắt hết trơn á. Phải ráng cái thực hiện cái yếu tố bất ngờ. Cái bất ngờ là cái quan trọng nhất để mà thành công. Thủy TV muốn chia sẻ cái điểm quan trọng mà những người nhà báo là đã đến rồi. Hiện tại là họ đã đến rồi. Chứ đừng đợi đến ngày đó. Đợi đợi đến ngày đó không có ai biết hết. Cái gì đó mình phải thực hiện ngày hôm nay, đừng có để đến ngày mai rồi mình không có cơ hội. Mà trong khi Nguyễn Phú Trọng là nó đang đi ra khỏi nước để mà nó đi viếng thăm Campuchia nè, rồi nó đi thăm qua Lào nữa, rồi nó nói là ngày 26 tây nữa không biết nó có về hay không nữa. Nguyễn Phú Trọng đó, nó nói 26 tây không biết, cái đó nó không biết nó có về nước hay không. Khang cổ rồi thưa quý anh chị em nha. TV đang đang suy nghĩ để coi TV muốn nói gì với quý anh chị em đó mà. Mà TV 256 nghĩ là cũng tạm đủ rồi. Có gì thiếu sót thì TV sẽ nói trong cái clip sau. TV xin thân chào quý anh chị em. Chúc quý anh chị em vui vẻ và thành công trong những cái cuộc xuống đường biểu tình sắp tới. Dạ, TV kính chào nha.